Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền hình và cộng tác viên đứng chân trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhân kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đánh giá cao sự đóng góp tích cực và hiệu quả của các cơ quan báo chí, truyền hình trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, truyền hình cùng với đội ngũ phóng viên, nhà báo trong và ngoài tỉnh tiếp tục phối hợp tốt với lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở, tuyên truyền sâu rộng các hoạt động quân sự quốc phòng tại địa phương, đặc biệt là các mô hình hay, cách làm hiệu quả, những điển hình tiêu biểu trong lực lượng vũ trang. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 14 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phối hợp thông tin tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.